Rồi hello em chào anh em nha. Hôm nay em làm clip tối với anh em chơi ha. Phụ tùng thì nhà em rất nhiều. Chắc là tối nay em làm thêm một clip lên sóng đồ rim Thái với anh em. Nhà em rất là nhiều phụ tùng anh em ạ. Nhiều lắm. Tối nay em lên với anh em là một bộ đèn trước sau quay 110 Thái 202. Đồng hồ và bộ ba nhựa nhám và một cây cản quay Thái 110 201, 202 xài chung và một cây bô quay Thái 100 đắt 202. Đầu tiên em xin đi vào cây bô trước. Cây bô quay Thái 100. Cây bô này là cây bô một dòng bô nội địa. Hầu như các dòng xe ở thị trường Việt Nam chúng ta là nó không được phổ biến về bô này hết, không được phổ biến về bô này. Dòng bô này là sử dụng cổ đen, vỉ đen luôn nha, vỉ đen cổ đen ha, vỉ là vỉ sơn đen riêng nguyên bản của nhà sản xuất còn tới bây giờ, cổ là cổ đen luôn. Nhưng mà cổ thì anh em biết rồi đó, những cây bô mà cổ sơn đen mà chạy từ đáp 202, 203 tới bây giờ đó, thì cái cổ của nó đã mất nước sơn ráo rồi. Nhưng mà cái cổ này là nhìn chung là cổ zin còn đẹp căng nha, thấy không anh em, thấy không, chưa có yếu, chưa có mỏng gì hết trơn á. Nè, khúc trên này là hoàn toàn chưa có dấu hiệu mà yếu mỏng như trơn ha. Đó, vỉ thì sơn rin nó còn đen thui à. Vỉ thì sơn rin nó còn đen thui à. Cây bô này đúng đát 202 nha anh em. Đúng đát 202 luôn, em quay cho anh em coi. Đây. G25F2A, ở đây có chữ F luôn nha anh em. Cái dòng này là nó có chữ F giống như quay 110 luôn. Cây bô này tình trạng là si zin, còn sáng cực kỳ đẹp luôn. Còn nói về tiếng nổ, những cái dòng bô cổ đen này nè, riêng cái dòng bô cổ đen này nè, có thể nói em không dám nói là một trong những người tiên phong nha anh em, nhưng mà em dám tuyên bố với anh em luôn nha, em là một trong những người đầu tiên mà nói về cây bô này tiếng nó hay đó. Cái bô này nói về nước si là em cam kết anh em cực kỳ đẹp nha. Đít sơn rim không cấn mớp nha. Tiêu vàng ót à. Bởi vì anh em hỏi sao, ủa sao cây bô tôi cũng mua cây bô hàng Thái mới cũng bô quay 100 cổ đen này về nổ không hay, thì tất nhiên rồi. Anh em biết rồi đó. Tít 341 2543 SGM NF 100. Ha, NF 100. Đó. Nước si anh em tự đánh giá. Cây bô này em bán giá là 3 triệu nha anh em. 2 triệu 8, xin lỗi anh em nha, 2 triệu 8, lộn. Cây bô này em bán 2 triệu 8, cổ rim tới nóc nha, nước si cực kỳ đẹp. Không một đũng, không yếu gì luôn nha anh em, không cấn mớp nha. Bô này em cam kết với anh em là không cấn mớp gì hết trơn á. Đó, nước si là bao anh em còn cực kỳ đẹp, giả dưới này là hầu như không có trầy luôn nha anh em. Đó. Cây này em bán giá là 2 triệu 8. Em quay cũng rất là kỹ ha. Em mong anh em mình hãy xem, nếu mà có nhà ý quan tâm thì hãy xem xét cho kỹ. Em bán anh em 2 triệu 8. Em bao anh em là tiếng nổ cực kỳ căng miễn bạc dòng này ha. Rồi, một em cho qua. Tiếp theo nữa em lên sóng với anh em là bộ chó đèn trước sau quay Thái 110 201 202 xài chung. Là đời hai bóng đó. Thì bộ đèn này thì nói cọp xuất sắc á, thì nó không cọp đâu, nhưng mà riêng cây đèn lái của nó là em nói anh em là nó như toàn. Em đèn lái em đã vệ sinh bên trong luôn rồi nha anh em. Hồi đèn lái thì do hồi trưa này nè, em trời cũng mưa thì thôi, em thấy nó đẹp quá thì thôi em cố nhín thời gian ra chút xíu em vệ sinh bên trong luôn rồi. Em nói anh em nó như toàn đó, như toàn. Nó chỉ có chuyện mà trầy lông mèo nhẹ nhẹ bên ngoài thì theo xe hai mấy năm phải chịu nha anh em. Còn riêng bản thân em ở đây là em không có bu lia nha. Kính chó đầu theo xe là em không bu lia lại. Em bán cho anh em là em bán nguyên bản rồi, vậy anh em muốn bu lia thì đó tự bu lia. Em bao anh em chuẩn riêng theo xe 100%. Bộ đèn trước sau này em bán là anh em lấy bộ đèn trước sau này em bán 1 triệu rưỡi nha. Còn anh em mua lẻ báo em báo giá riêng. Cái đèn lái này nó như toàn luôn á, chữ nè. Đó, quay 110 201 202 xài chung. Như toàn luôn nha anh em. Như toàn luôn. Dây dắt nguyên rim nha anh em.
cái thủy là nó như tồn luôn á, có thủy bên trong nó như mới luôn á. Cái bộ này ha, anh em nào mà đang chạy alpha quay thái 110 201, quay thái 204 ha. Rồi mấy cái giờ quay alpha lóc trắng lóc đen nè, quay 110 201 nè, 202 nè, quay thái 203, 204, 205 nè. Đó. Bữa bộ này vô là bao VIP nha. Đó, là có bóng đầy đủ nha anh em, tại hàng theo xe mà nó có bóng đầy đủ nha. Đó. Rồi ok, rất đẹp. Đây, cái chó đây. Cái chó này nó đẹp dữ lắm, cái chó là cực kỳ đẹp, em nói anh em nó cực kỳ đẹp, bóng rin, bóng chui nhanh, bóng chui đồ rin theo xe hết. Nhưng mà nó có một cái lỗi nhẹ thì nó hơi rất là tiếc anh em, rất là tiếc. Nhanh rin của nó là nhanh vàng nha anh em, lưu ý nhanh rin nó nhanh vàng nha. Anh em biết cái lỗi gì không? Nó hơi chân chim nhẹ ở đây nè. Ngay chân cái góc luôn nè. Chắc em nghĩ cái góc này nó ra hướng nắng hay sao, nói chung nhẹ lắm anh em, nhìn khó thấy lắm. Nè 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 nè, nè. Em zoom cho, nó hơi răng nhẹ thôi. Chứ không có nhiều đâu. Đó, chỉ có bị một duy nhất một chỗ này nó hơi chân chim mấy đốm nhẹ thôi. Nhưng mà nếu mà em quay mà em không nói là tuyệt đối anh em không bao giờ biết. Em dám tuyên bố luôn, nếu mà em không nói anh em không bao giờ biết. Đó, anh em có xài hú em, bên trong này thì em chưa vệ sinh gì hết, nguyên bản nguyên rin, chui rồi nó còn mềm mèo luôn, là anh em biết rồi nè, cái chui á nó còn mềm mèo luôn, cái chui đèn là nó còn mềm mèo luôn á, hai bên luôn, nó cực kỳ mới nha anh em, nó mới dữ lắm nè, nó mới tinh. Bộ đèn trước sau này anh em nào lấy em bán giá 1,5 triệu nha, trước sau luôn 1,5 triệu, đèn lái như toàn nha anh em. Đó, 1,5 triệu. Rồi tiếp theo nữa em có một combo, em bán cái đồng hồ không có bợ cổ nha, bợ cổ em bán combo nhựa nhám nha anh em. Đồng hồ quay thái 110 201 202, đồng hồ này tình trạng là nguyên rin, kính rin theo xe luôn nha. Cái kính rin theo xe tới giờ mà nó đẹp dày anh em biết rồi. Đây, em nói không có ấy đâu nha anh em, thôi nè. Cái đồng hồ này, cái kính, cái đồng hồ chưa từng mở ra khỏi cái bờ cổ luôn mà. Sao thay kính? Đây. Cái đồng hồ là chưa từng mở ra khỏi cái bờ cổ luôn đó nha anh em. Đây. Ừ, bụi còn đóng ở trong răng chân ốc luôn mà. Con ốc là chưa từng mà có dấu hiệu rửa gì luôn, chưa từng có dấu hiệu mở gì luôn mà. Đó, kính rin theo xe luôn nè, chưa hề có một cái dấu hiệu mà răng nứt gì luôn. Đó, kính rin theo xe chưa hề có dấu hiệu răng nứt gì luôn. Nền cực kỳ đỏ và đẹp, cặp kim thì còn rất là ok nha anh em. Đó, cái đồng hồ này anh em lấy là em bán giá là 1,2 triệu ha. Đồng hồ anh em mua lẻ là giá 1,2 triệu. Đó, ok ha. Còn cái bợ cổ nó là như tồn, bợ cổ theo xe nha anh em. Nó dày lắm, bợ cổ này đẹp lắm, đẹp và dày, cực kỳ dày. Nó chưa có bị bạc màu một miếng nào hết trơn á. Móc chấu là 100%. Móc chấu là 100%, 201 3 lỗ bắt ốc anh em lưu ý nha. Đó. Em bán combo là bao gồm là bợ cổ, yếm ổ khóa và đuôi dè biển số. Combo này em bán cho anh em dưới giá là yếm ổ khóa, đuôi dè với bờ cổ là em bán giá 1,8 triệu ha. Anh em có xài thì liên hệ em. Nói chung thì đôi khi anh em cảm thấy nghe giá 1,8 triệu, 2 triệu nữa anh em nói trời ơi, ba cái nhựa đen không mà bán dữ thần. Nhưng mà cái bản chất về bản chất là nó khác, nó khác cái đồ mới nhiều lắm, răng là không gãy nha. Một khi em đã bán nhựa nhám rồi thì anh em hiểu đó, hàng là phải căng em mới bán đó. Đó, không một tì vết gì em mới bán đúng theo xe luôn nha anh em. Đây. Ừ. Đắt 201, 202 nha, đồng hồ là đắt mực y nguyên chưa từng tháo ra khỏi luôn nè. Ừ. Rồi, ok anh em. À, cái này là nguyên cái combo này mà anh em chơi, mà anh em nào đang có xe quay 110 thái mà 201 ha. Mà anh em chơi nguyên combo này ha, chó, lái, đồng hồ, bợ cổ, yếm, dè và cây cản thì em nói anh em thôi, cây cản em tưởng đâu cây cản tồn luôn. Nè, cái yếm của nó nè, cái này là cái miếng tem mà người ta dán giống như dán một con trâu con bò gì lên đây. Nói chung là người ta dán logo để trang trí anh em, rồi mình lột ra bởi vì anh em thấy nó còn dính keo đó. Đây là tem rin theo xe đó,
Rồi anh em nào mà nói ủa sao tem rin theo xe gì mà nó xéo xẹo, tôi tuyên bố với anh em luôn, cái tem này mà nói mà tem dán lại một tôi đền 100. Anh em mua tem thái mới gì mà. Rồi xin lỗi anh em nha, có khách gọi và em xin phép được tiếp theo nha. Đây anh em, này là nhà sản xuất người ta dán xéo luôn nha anh em, chứ không phải mà miếng tem này dán lại đâu nha anh em. Đô bao anh em chuẩn tem rin nha anh em. Miếng yếm này rất là đẹp anh em ơi. Tới khúc dưới này nè, đa phần anh em để ý cái miếng yếm anh em mà biết đẹp hay xấu là cái khúc này nè, nó ăn tiền cái khúc này nè, nó không có bị bạc nè. Đó anh em thấy không, nó không có bị bạc. Miếng yếm này em chưa rửa nha, còn đất nè, thấy không, chấu móc là cửa dưới này còn yên nguyên nha anh em. Mực nè, mực vàng nè, rồi mực xanh gì tè le hết trơn nè. Đây đát của nó đây anh em, đát 202 tháng 6 năm 202, đây mã của nó nè. Thì cái dòng này nó xài cho hai dòng xe, cái mã KVA 9000 này là xài cho quay 100 thái, và cái mã KFLF 8500 này xài cho mã quay thái 110. Ok đó, móc là bao anh em là nguyên vẹn hai bên, bao đẹp đó. Miếng này là không có lỗi nha anh em, không có nứt chân luôn nha, chấu móc nè yên nguyên hết trơn nha, chứ không có bể gãy gì nha anh em. Hàng đẹp, giá đẹp nha quý anh em. Đuôi biển số nè, đuôi biển số này mắc mèo, mắc mèo này em đã tháo ra em kiểm tra bên trong có đóng chữ đàng hoàng nha anh em, mắc mèo rin theo xe nha, kẹp 6 ly rin theo xe còn mực luôn đó, còn mực hai bên luôn thấy không, mực chấm xanh đó. Ok anh em, đuôi biển số cái form anh em nhìn nó đã không, có nghĩa là tại sao anh em người ta cái đuôi biển số rin theo xe, cái đuôi biển số hàng thái mới hình như nó có 250.000 à, 250-300 gì đó khoảng đó, em không rành, lâu lâu quá không có bán. Mà sao người ta không mua nó mới cho nó mới, mà người ta thích theo xe thì nó nằm ở đây nè. Người ta thích là cái chỗ này nó dãnh ra nè, anh em thấy không, cái form đuôi biển số theo xe và đuôi biển số toàn nó dãnh ra, còn thằng thái mới nó cụp xuống dưới luôn đó. Bởi vì người ta mới thích, cái này còn đẹp dữ lắm nha, thấy không, không lỗi lầm nha anh em. Đây tháng 6 năm 202 đó, quay 110 thái 201 202 xài chung lụm, còn cực kỳ đẹp nha. Bờ cổ yếm ổ khóa và đuôi dè biển số, ba món này là 1.800.000 ha. Còn anh em lấy luôn đồng hồ ha, lấy luôn đồng hồ thì nãy em kêu giá 1.200.000, 1.200.000 với 1.800.000 là 3.000.000, thì em tính cho anh em combo nè, đồng hồ, bờ cổ, yếm ổ khóa và đuôi biển số này em tính cho anh em giá là 2.800.000 ha. Rồi cái hai món này là 1.500.000 ha, hai món này nè 1.500.000, rẻ lắm nha anh em. Mình nói thiệt, mình bán giá này nó rẻ. Cái đèn lái này đúng hàng thái mới 201, bữa nay nó khoảng 600 mấy quá. Còn cái chó này hơi bị mặn nha, cái chó này hơi bị mặn nha mấy anh, cái chó 201 này hơi bị mặn nha, ốc chỉnh pha rin theo xe nè, không chưa có chui, chưa có bóng rin theo xe đâu. Một bộ này bán 1.500.000 là rẻ lắm nha anh em. 2.800.000 với 1.500.000 là 4.300.000. Rồi anh em nào lấy nguyên cum này em tính cho anh em cái giá tươi luôn. Nếu anh em lấy chó lái, chó lái, chó nhanh nhanh thì hai bên là chó nhanh lái, đuôi bị chó nhanh lái, ba món nhựa nhám với cái đồng hồ tính cho anh em chẳng 4.000.000. Rồi xong, còn cái cản này em bán giá là 2.000.000. Cái cản em nói anh em nó đẹp như cái cản tồn á. Rồi sẵn video này để nhiều anh em nói em, để nhiều anh em mà thắc mắc cứ thắc mắc hoài, thì mình đây nè, hôm nay mình có sự phân biệt cho quý anh em, cản quay 110 201 và cản ZX nó khác nhau ở điểm nào. Đây mình có một cây cản ZX hàng thái mới nè, ý xin lỗi, ở đây mình có một cây cản ZX hàng chính hãng Honda Việt Nam mình nè. Đây nè, mình bỏ nó lên bụi luôn rồi nè, nè mình bỏ nó đóng màn nhện luôn nè, cản ZX chính hãng Honda Việt Nam. Rồi để mình phân biệt cho anh em nha, đây là cái cản ZX hàng zin chính hãng Honda Vĩnh Phúc, đây zin chính hãng Honda Vĩnh Phúc đây. Rồi nhìn cho kỹ cái hoa dâu của nó nha, ha. Cái thứ nhất là cái cản ZX này nè, anh em thấy khúc này không, cái khúc này, cái bảng này nè, cái bảng này người ta gọi là cái bảng này nè, nó tròn do nó nhỏ, thấy không. Rồi cái cản quay 110 thái của người ta nè, nhìn cho kỹ nha, rồi đánh giá, rồi nhận xét nè.
khác nhau một trời một vực nha mấy anh, để gần nhau là thấy chưa, thấy chưa? Cái bản nè nhỏ xíu nè, còn cái bản của ta nè bự nè, rõ ràng không? Qua dâu nó khác luôn, nó không có giống đâu nè. Qua dâu này nhìn cho kỹ vô, thằng này á qua dâu của nó là qua dâu nhỏ, thằng này qua dâu lớn hơn chút xíu, nhưng mà cái lớp mà sần ở ngoài qua dâu nè, thằng này nó đặt kẹo, còn của người ta bóng lộng nè, thấy không? Giãn nè, thấy chưa? Đó, nó khác tới cái form nó cũng khác nữa nghe anh em, chứ không có giống đâu nè. Còn cái form của ông ZX nè, chỉ cho anh em một cái này là chia sẻ chứ không phải là chỉ. Cái chỗ này mập lù nè, cái form ông nội ZX chỗ này mập lù xấu quách nè. Còn cái form của người ta nè anh em coi, của người ta chỗ này là người ta to, người ta nhỏ dần lại nè, đó thấy chưa? Rồi từ đây về sau là anh em mua mình phải hiểu chứ, để nó làm sao? Ủa sao ZX ta bán đầy có 200-300 ngàn, 200-300 ngàn mà cái này bán 2-3 triệu, nó khác nhau nha anh em. Và đồ theo xe nó khác với đồ mới. Đó, cản quay thái 110, 201, 202 theo xe nó đẹp như tồn. Một cái chấm mực theo xe. Còn anh em nào nói chấm lại nữa thì em quỳ em lại luôn. 1 2 10 cái cản 201 theo xe, nếu mà đẹp đủ 10 đều có chấm mực hết. 1 2 3 mà đặc biệt là chấm mực trắng hết nha. 4 đây nè, cản có dấu vô, có dấu vô tay xài nha. Rồi đây, rồi không có cái này là không bao giờ giả được nè, cái này là không bao giờ mà nói láo được nè anh em. Nước sơn anh em nhìn kỹ đi, đây nè, quay đây cho anh em dễ nhìn. Bóng nhưng mà bóng lì nha, cái thanh này rất là to luôn nè anh em, thấy không? Thanh sắt nè bao to, và cái đầu này nó cực kỳ dẻo nha, dẻo dữ lắm. Đó, cái cản này là như cái cản tồn nha anh em, đẹp như cản tồn. Mình nói anh em là nó không một cái tì vết luôn á, nó bóng lộng luôn á, mình bán 2 triệu á. Cái này á, anh em nào khó tính á, đang có quay 110 đẹp thì mình chơi. Đó, thì nói chung á, anh em có thể mua hàng thái mới anh em xài bình thường, chứ cũng có 600 mấy chục ngàn thôi. Hàng thái mới nó cũng có 600 mấy chục ngàn thôi, nhưng mà anh em nào thích hàng theo xe thì liên hệ cho mình. Đó, mình bán thì mình cũng đâu có quan trọng gì đâu, mình quan trọng là mình chia sẻ được với anh em thôi à. Mới tháo lần đầu, mới tháo lần đầu tiên, hình như em nhớ nó còn mực hãng ở đâu đây nè. Nó còn dấu mực hãng quẹt sơn vàng nè, nè dấu quẹt sơn vàng luôn nè. Đó, cản theo xe lúc nào cũng vậy nha. 1 2 3 4 thái mới không có đâu. Và hàng thái mới á, hàng thái mới á, là cái tay dưới này nè, cái tay dưới này nè. Đó, cái tay cầm phía sau nè, cái chỗ phía sau nè, nó anh em bóp nó không có mịn, nó không có mịn đâu anh em, nó hơi sần. Đó, ok anh em nha, anh em có xài liên hệ em. Cái cản đang bán 2 triệu á. Rồi thì video này của em cũng tới đây cũng kết thúc. Hàng thì nói chung mà mình thấy ok, đẹp và xứng đáng mình ngồi, để mình ngồi mình rửa. Thì anh em có nhu cầu thì ủng hộ mình. Bô này khét ngạt nha anh em, bô này anh em vô được quay thái 202 đó. Cây bô này anh em vô được quay thái 110, vô được quen pha lốc trắng lốc đen là anh em vô như zin nha. Quay thái 100 lồng nhôm vô như zin, còn muốn vô lồng sắt, anh em muốn vô quay thái 100 lồng sắt là anh em cầm cái bô lên như vậy nè, đưa cái cổ xuống và trên miếng giấy ở dưới bỏ lên như nè, dọng một cái đùng xuống cho nó thun cái cổ lên xíu là gắn được à. Còn quay 110 á thì lấy cái búa cao su á vố vô cái cổ này nè cho nó giãn ra chút xíu là xong, chứ đâu có cần thiết gì nhiều. Anh em thấy thiệt nhiều cái khoan lỗ rồi cắt bát tè le hột me trơn, trời ơi anh em làm như mất rim cái bô uổng lắm nha. Rồi anh em cần xài liên hệ mình. Còn hồi chiều thì em mua được cái chỗ ông anh hôm qua ông bán cho mình mấy món đồ cọp đó, thì mình cũng mừng lắm. Đèn lái quay 119 tồn kho nè. Cái đèn này thì giờ giá nó trên thị trường nó không có rẻ đâu, 2,5 triệu rồi. Hồi đó mình bán có 1,8 triệu, 2 triệu à. Mà anh em chê lên chê xuống nay kiếm không ra rồi, cháy hàng rồi. Còn đẳng cấp nhất thì là cặp cầm này. Thì anh em nào có chơi thì mình liên hệ em. Còn anh em nào cảm thấy khó quá thì cứ cho qua. Cặp cầm này là cặp cầm 99 tháng đẻ, hàng rã trên con xe đi 5.000 cây. Con xe đi 5.000 cây. Cầm này cầm tháo xe nha anh em chứ không phải cầm tồn luôn nha. Cầm theo xe nha anh em chứ không phải cầm tồn luôn nha.
đó, mình cam kết với anh em là cùm tháo xe không phải cùm tồn luôn nha. Đó, nét chữ của nó nói chung là cái nét chữ nó xuống cái màu nó hơi là nó hơi cái màu sậm sậm, và chữ của nó rất là nét, rất là sắc, anh em thấy không? Cùm theo xe chứ không phải cùm tồn đâu. Tháo trên xe đi 5.000 cây xuống nè, 99 tháng đẻ. Tại xe người ta giật full tồn mình mới có điều kiện để mình mua được cái cặp cùm này thôi, chứ mình tuyên bố thẳng với anh em luôn, không có ai mà khùng điên gì mua xe đi 5.000 cây mà tháo cùm bán cho anh em đâu. Trùng mã một cặp nha, 91020. Bên đây nè, 91019 91019 91020 là một cặp đó nè. Đó, tiền nào của nấy nha quý vị, cân nhắc chính đúng 99 tháng đẻ, dây dắt nguyên toàn 8 triệu anh em. Cặp cầm này nói chung đúng giá này em bán còn đúng, thì em cho, tại vì con xe này hiện tại con xe đỏ này em lấy về thì nó cũng đã có gắn cùm tồn 99 rồi mà nó thắng đùm, thì em cho vô con xe màu đen thắng đĩa của em. Em giật cặp cùm tồn đắt cao, cùm trên con xe màu đen thắng đĩa của em là cặp cùm tồn đắt 205 ram bán cho anh em. Em vô cặp này cho VIP luôn, cho nó đẳng cấp luôn nè. Đó, rồi anh em có sử dụng phụ tùng thì cứ liên hệ em nha. Đây là thông tin cửa hàng của em, số 102/15 đường Đồng Ngọc Sứ, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, 0865 890158. Chào anh em nha.